Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học chương trình môn toán lớp 6, sách kính diều. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6, sách kính diều tập 2, chương 577. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục phần bài tập. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 6, sách kính diều, sách giáo khoa cũng như sách bài tập được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Hoặc là các em có thể vào trực tiếp kênh Học Toán Online, các em tìm phần danh sách phát toán lớp 6. Rồi trong video hôm nay các em sang bài tập số 6. Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài là 110m, chiều rộng là 78m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 hecta thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? Rồi các em biết là cứ 1 hecta thì thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Vậy muốn biết cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc thì đầu tiên là các em phải tính diện tích của cả thửa ruộng đó trước. Đúng không? Đầu tiên là các em phải tính diện tích của cả thửa ruộng đó trước này. Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là, muốn tính diện tích của hình chữ nhật thì chúng ta lấy chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo, đúng không? Chiều dài là 110 nhân với chiều rộng là 78. Chiều dài và chiều rộng đã cùng đơn vị đo là mét rồi, được chưa? 110 mà nhân với 78 thì nó bằng bao nhiêu? À, nó bằng 8.580 mét vuông. Được chưa? Rồi. Đề bài cho là 1 hecta thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Như vậy, trước hết là các em phải đổi mét vuông ra hecta trước này. Được chưa? Cho cùng đơn vị đo thì chúng ta dễ so sánh. Các em đổi xem 8.580 mét vuông bằng bao nhiêu hecta. Rồi các em học ở chương trình môn toán tiểu học rồi đúng không? 1 hecta thì nó bằng bao nhiêu mét vuông? À, 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Tức là 10.000 mét vuông bằng 1 hecta. Vậy 8.580 mét vuông thì nó sẽ bằng bao nhiêu hecta? Nó bằng 8.580 chia cho 10.000. Được chưa? Muốn đổi từ mét vuông ra hecta, ta lấy số đo chia cho 10.000. 8.580 chia cho 10.000. 8.580 phần 10.000. Các em viết dưới dạng số thập phân như sau. Vì số 10.000 có 4 chữ số 0, đúng không? Vậy đối với số 8.580, các em tính từ phải sang trái, dùng dấu phẩy tách ra 4 chữ số, được chưa? Ở đây thiếu phần nguyên, vậy các em thêm 0 vào. Các em nhớ là trong quá trình tách mà chỗ nào thiếu chữ số thì các em thêm 0 vào nha. 0,8580, chữ số cuối cùng của phần tập phân là 0. Nếu các em bỏ chữ số 0 này đi thì giá trị của số tập phân không thay đổi, tức là 0,8580 thì sẽ bằng 0,858, 0,858 hecta, được chưa? Theo đề bài thì cứ 1 hecta thu hoạch được 71,5 tạ. Vậy 0,858 hecta thì sẽ thu hoạch được bao nhiêu tạ? À, cả thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là 1 hecta thu hoạch được 71,5 tạ. 0,858 hecta
thì các em sẽ lấy 71,5. Các em gấp lên 0,858 lần. Được chưa? 71,5 nhân với 0,858. Rồi các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 61,347 không? 61,347 tạ. Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 7. Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó, và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích là 0,9 mét vuông thì vừa khít. Tính diện tích của mỗi tấm kính. Rồi ở đây các em hình dung như sau. Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Hai tấm kính này thì có một tấm nhỏ và một tấm lớn. Đúng không? Một tấm nhỏ và một tấm lớn. Hai tấm này thì chiều dài đều gấp hai lần chiều rộng. Đúng không? Chiều rộng bằng 1/2 chiều dài. Có nghĩa là chiều dài gấp hai lần chiều rộng. Cả hai tấm kính này chiều dài đều gấp hai lần chiều rộng. Bây giờ thầy giáo ví dụ tấm kính nhỏ có chiều rộng là A thì chiều dài sẽ là 2 nhân A. Được chưa? Tấm kính lớn thì chiều dài cũng gấp 2 lần chiều rộng nha. Và chúng ta còn biết thêm là chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn. Chiều dài của tấm kính nhỏ là 2A thì chiều rộng của tấm kính lớn cũng là 2A. Suy ra chiều dài của tấm kính lớn sẽ bằng 2A nhân 2 bằng 4A, đúng không? Chiều dài gấp đôi chiều rộng mà. 2A nhân 2 bằng 4A. Được chưa? Hai tấm kính này bác Hà ghép sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích là 0,9 mét vuông thì vừa khít. Có nghĩa là tổng diện tích của hai tấm kính này nó bằng 0,9 mét vuông. Các em hiểu chưa? Rồi. Ở đây tấm kính nhỏ có chiều dài là 2A, chiều rộng là A. Vậy diện tích sẽ là chiều dài nhân chiều rộng, 2A nhân A. Tấm kính lớn có chiều rộng là 2A, chiều dài là 4A. Vậy diện tích của tấm kính lớn sẽ là dài nhân rộng, 4A nhân 2A. Được chưa? 2A nhân A, ta lấy A nhân A bằng A mũ 2. Tức là 2A nhân A bằng 2A mũ 2. 4A nhân 2A, ta lấy 4 nhân 2 bằng 8. A nhân A bằng A mũ 2, tức là bằng 8A mũ 2. Được chưa? Ở đây các em gọi diện tích của tấm kính nhỏ là S1, diện tích của tấm kính lớn là S2. Thì S2 nó là 8A mũ 2, đúng không? Số 8 này các em phân tích ra thành 4 nhân 2. Ta phân tích như vậy để làm gì? Bởi vì 2 nhân A mũ 2, 2 nhân A mũ 2 nó chính là S1. Được chưa? 2 nhân A mũ 2 nó chính là S1. Vậy ta có S2 bằng 4S1. Có nghĩa là diện tích của tấm kính lớn nó gấp 4 lần diện tích của tấm kính nhỏ. Mà theo đề bài thì tổng diện tích của hai tấm kính này nó bằng 0,9 mét vuông. S2 cộng S1 bằng 0,9. Được chưa? Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích là 0,9 mét vuông thì vừa khít. Có nghĩa là S2 cộng S1 nó bằng 0,9. Đến đây thì chúng ta đưa bài toán về dạng tìm hai số S1 và S2
khi biết tổng của chúng bằng 0,9 và tỷ số của chúng là S2 bằng 4S1. Được chưa? Rồi, các em học dạng toán tổng tỷ rồi đúng không? Dạng toán tổng tỷ các em học từ chương trình môn toán lớp 4 rồi. Được chưa? Bây giờ thầy giáo nhắc lại cách giải này. S2 bằng 4S1. S2 cộng S1 bằng 0,9. Tổng hai số bằng 0,9. Được chưa? Số lớn gấp 4 lần số bé. S2 bằng 4S1 có nghĩa là nếu các em coi S1 là một phần thì S2 nó sẽ là 4 phần như thế. Do đó tổng số phần bằng nhau của hai số sẽ là 4 cộng 1 bằng 5 phần. Được chưa? Các em lấy tổng hai số là 0,9 chia cho tổng số phần bằng nhau, tức là chia cho 4 cộng 1, 4 phần của S2 cộng với 1 phần của S1 là 5 phần. Tổng hai số chia cho tổng số phần ta được giá trị của 1 phần. Được chưa? Đây chính là giá trị của 1 phần mà S1 nó chiếm 1 phần. Vậy đây chính là S1. Còn nếu trường hợp khác mà S1 nó chiếm 2 phần thì các em phải nhân với 2. Nó chiếm 3 phần thì các em phải lấy chỗ này các em nhân với 3. Nó chiếm 4 phần thì các em phải lấy chỗ này các em nhân với 4. Được chưa? Rồi. S2 thì nó bằng 4S1 thôi. Tính xong S1 rồi, muốn tìm S2 thì các em lấy S1 nhân với 4. Được chưa? Đến đây thì các em đã hiểu bài toán chưa? Rồi, cụ thể thì chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Rồi, thầy giáo vẽ lại cho các em hình dung này. Trước hết là các em gọi S1 mét vuông. Đơn vị đo là mét vuông nha. S1 mét vuông là diện tích của tấm kính nhỏ. Được chưa? S2 mét vuông là diện tích của tấm kính lớn. Và A mét là chiều rộng. Đây, chiều rộng đây. A mét là chiều rộng của tấm kính nhỏ. Được chưa? Theo bài ra ta có chiều dài của tấm kính nhỏ nó sẽ gấp đôi chiều rộng, tức là bằng 2A. Suy ra chiều rộng của tấm kính lớn nó bằng chiều dài của tấm kính nhỏ, tức là cũng bằng 2A. Và chiều dài của tấm kính lớn nó gấp 2 lần chiều rộng, tức là bằng 2A nhân 2. Được chưa? Và bằng 4A. Do đó S1, tức là diện tích của tấm kính nhỏ, sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng, bằng 2A nhân A. A nhân A bằng A mũ 2. Vậy bằng 2A mũ 2. Được chưa? S1 bằng 2A mũ 2. Diện tích của tấm kính lớn là S2 bằng dài nhân rộng 4A nhân 2A. Ở đây các em sẽ kết hợp 4 nhân 2 thành một nhóm A nhân A, một nhóm A nhân A thì nó bằng A mũ 2 rồi. Được chưa? Ở đây 2A mũ 2 nó chính là S1. Các em thay 2A mũ 2 bằng S1, ta sẽ có là S2 bằng 4 nhân với S1. Được chưa? Đến đây các em hiểu chưa? Tiếp theo nha. Thầy giáo viết lại này cho các em dễ hình dung này. S2 bằng 4S1 này. Mà theo đề bài thì S2 cộng với S1 nó bằng 0,9, đúng không? Bằng 0,9. Rồi các em suy ra S1 sẽ bằng này. S1 nó chiếm 1 phần, đúng không? S2 bằng 4S1. Các em coi S1 là 1 phần thì S2 sẽ là 4 phần như thế.
Bây giờ các em lấy tổng hai số là 0,9. Các em chia cho tổng số phần bằng nhau. Rồi kết quả bằng 0,9 chia cho 5 thì bằng 0,18. Suy ra S2 bằng 4S1. Tức là bằng 0,18 nhân 4. 4 nhân 0,18 và bằng 0,72. Vậy diện tích của tấm kính nhỏ là 0,18 m². Diện tích của tấm kính lớn là 0,72 m². Được chưa? Rồi. Tiếp theo em sang bài tập số 8. Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn, đường kính là 150 cm. Rồi các em hình dung như sau. Chúng ta có mặt bàn hình tròn, đường kính, đây là tâm này, đường kính là 150 cm. Dùng một khăn vải hình tròn để phủ lên mặt bàn thì thấy khăn rủ xuống khỏi mép bàn dài 20 cm. Rồi các em hình dung vòng tròn lớn này, nó chính là chiếc khăn phủ bàn, được chưa? Vòng tròn lớn này chính là chiếc khăn phủ bàn. Thì thấy khăn rủ xuống khỏi mép bàn dài 20 cm. Khăn rủ xuống khỏi mép bàn thì cái phần rủ xuống nó chính là cái phần mà được tô màu xanh này, được chưa? Nó chính là cái phần mà được tô màu xanh này. Cái phần rủ xuống này là dài 20 cm. Các em hình dung ra chưa? Cái phần màu cam chính là mặt bàn, được chưa? Chính là mặt bàn. Còn cái vòng tròn lớn này chính là khăn phủ bàn. Cái phần màu xanh này nó là phần rủ xuống khỏi mép bàn và phần này nó dài 20 cm, được chưa? Tính diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn, tức là các em tính diện tích cái phần màu xanh này xem nó là bao nhiêu cm vuông, được chưa? Người ta lấy số pi bằng 3,14. Rồi đây các em biết là diện tích của hình tròn thì bằng bán kính nhân bán kính nhân 3,14 bằng bán kính nhân với số pi, đúng không? Mà đây người ta cho số pi nó bằng 3,14. Tức là các em sẽ lấy bán kính nhân 3,14 thì tìm được diện tích của hình tròn, được chưa? Rồi, các em hình dung này. Muốn tính diện tích của cái phần màu xanh này thì các em phải lấy diện tích của đường tròn lớn, tức là diện tích của cái khăn, trừ đi diện tích của đường tròn bé, tức là trừ đi diện tích của mặt bàn, thì nó sẽ ra cái phần diện tích màu xanh này. Các em hình dung được chưa? Trước hết là các em tính diện tích của mặt bàn, sau đó các em tính diện tích của cái khăn, cuối cùng là lấy diện tích của cái khăn trừ đi diện tích của mặt bàn là ta tìm được đáp số. Muốn tính diện tích của mặt bàn, ta biết mặt bàn nó có dạng hình tròn. Muốn tính diện tích hình tròn, các em lấy bán kính nhân 3,14. Vậy trước hết là các em phải tính bán kính của mặt bàn trước. Tính bán kính của mặt bàn trước. Người ta cho đường kính của mặt bàn là 150 cm, đúng không? Mà bán kính nó bằng nửa đường kính. Bán kính thì bằng nửa đường kính, có nghĩa là các em lấy 150 chia 2 bằng 75 cm. Đây chính là bán kính của mặt bàn. Vậy diện tích của mặt bàn sẽ là bán kính nhân bán kính 75 nhân 75 nhân 3,14, được chưa? Các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Rồi, có đúng là bằng 17.662,5 cm² không? Được chưa? Tiếp theo là các em tính diện tích của khăn phủ bàn. Muốn tính diện tích của khăn phủ bàn thì trước hết là các em phải tính bán kính của khăn phủ bàn trước. Ở đây ta thấy cái phần
phần rủ xuống khỏi mép bàn nó dài 20 cm, đúng không? Vậy bán kính của khăn sẽ bằng bán kính của mặt bàn, bằng bán kính của mặt bàn là 75 cộng thêm cái phần 20 cm này nữa này, đúng không? Thầy giáo nhắc lại nha, bán kính của khăn tức là bán kính của cái đường tròn lớn này sẽ bằng bán kính của mặt bàn là 75 cộng thêm cái phần phủ xuống, tức là cộng thêm 20 cm, 75 cộng 20. Vậy bán kính của khăn phủ bàn là 75 cộng 20 bằng 95 cm. Suy ra diện tích của khăn phủ bàn là bán kính nhân bán kính nhân 3,14. Rồi các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. Có đúng là bằng 28.338,5 cm vuông. Rồi như vậy, diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn là, các em lấy diện tích của khăn, diện tích của khăn trừ đi diện tích của mặt bàn thì sẽ bằng là, à nó bằng là 10.676 cm vuông, được chưa? Rồi tiếp theo, các em sang bài tập số 9, sử dụng máy tính cầm tay. Các em dùng máy tính cầm tay để tính các phép tính sau. Rồi các phần hướng dẫn ở đây thì các em có thể tham khảo nha. Ở đây để tiết kiệm thời gian cho các em thì thầy giáo sẽ hướng dẫn các em thực hiện các phép tính luôn. Trước hết là 3,14 này nhân với 7,652. Các em bấm số 3, đối với máy tính thầy giáo đang dùng là dấu phẩy của nó chính là dấu chấm nha. 3,1414 nhân nè, bấm dấu nhân 7,7 này, phẩy này, 6 này, 5 này, 2 này, bấm dấu bằng để biết kết quả này, được chưa? Bằng 24,02728. Rồi vậy là 3,14 nhân với 7,652 bằng 24,02728, được chưa? Sang phép tính thứ hai, âm 10,3125 chia cho 2,5 bằng bao nhiêu? Rồi đối với máy tính cầm tay thì các em sẽ bấm dấu trừ trước. Nhưng ở đây thầy giáo sử dụng máy tính ở trên máy vi tính thì chúng ta sẽ làm thao tác nó hơi ngược một chút. Tức là để bấm số âm thì trước hết là các em bấm số dương trước. Có nghĩa là các em bấm số 10,3125 trước. 10 này, phẩy này, 3125. Sau đó các em mới bấm phím cộng trừ để thể hiện dấu âm. Tức là âm 10,3125, được chưa? Sau đó là bấm dấu chia 2,5, 2,5. Bấm dấu bằng. Kết quả bằng âm 4,125. Âm 4,125. Phép tính tiếp theo 54,369 chia cho âm 4,315. Rồi, các em bấm này, 54 này, 54,369 chia cho này, chia cho số âm thì trước hết là các em cứ viết số dương trước này. Còn nếu các em sử dụng máy tính cầm tay thì các em bấm dấu âm trước, đúng không? Ở đây thầy giáo sử dụng máy tính này, máy tính trên máy vi tính thì thầy giáo sẽ bấm số dương trước, chia cho 4,315. 4,315. Mà ở đây là chia cho âm 4,315. Vậy thầy giáo bấm vào cái phím cộng trừ này để thêm dấu trừ vào đằng trước, được chưa? Rồi kết quả bấm dấu bằng. Kết quả bằng âm 12,6. Âm 12,6, được chưa?
Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo nha, bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.